Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây thưa quý vị. Bình luận viên Quang Huy, Việt Nam có 85% cơ hội vượt qua vòng loại World Cup 2022. Quý vị thân mến, bình luận viên Quang Huy đã đưa ra những nhận định về tình hình của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Như thông tin đã đưa, tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 tới đây. Các loạt trận được tổ chức ở một địa điểm tập trung, khả năng lớn sẽ là UAE, nơi đáp ứng được yêu cầu khắt khe của AFC. Chia sẻ với chúng tôi, bình luận viên Quang Huy nhận định về lợi thế và khó khăn mà đoàn quân ông Park gặp phải. Khi giải đấu diễn ra ở sân khác thì chủ nhà sẽ được lợi, Việt Nam sẽ không có trận đấu nào đá với tư cách chủ nhà. Cái thuận lợi mà mình vẫn có, một bộ khung tốt, hiểu ý thầy, có dàn lực lượng dạn dày, sung sức. Tôi cho rằng Việt Nam có lợi thế và sự kiêu hãnh của một đội đầu bảng, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Sự kiêu hãnh đó sẽ làm nên một tuyển Việt Nam có đường nét ở vòng loại sắp tới. Ở trận mở màn gặp Indo, tuyển Việt Nam mất đi hai cầu thủ quan trọng ở hàng thủ, Trọng Hoàng, Đình Trọng. Ngoài ra có thể là Văn Hậu nếu anh này không kịp bình phục chấn thương đầu gối hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, bình luận viên Quang Huy không quá lo lắng về trận đấu với đối thủ này. Gặp Indonesia về lý thuyết thì mình có thể sử dụng lối chơi tấn công chủ động hơn để khỏa lấp những khuyết điểm. Trong mắt tôi, Indonesia là đội bóng yếu nhất bảng nên có thể chơi được như vậy. Tôi dự đoán Việt Nam có 85% vượt qua vòng loại thứ hai. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam dễ dàng đả bại Indo 3-1 tại Bali, dù Indo chưa có điểm nào, nhưng thầy trò ông Park Hang-seo không thể chủ quan. Hiện Indo vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong, cựu huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc, một người rất hiểu rõ về huấn luyện viên Park. Vì vậy, cuộc chạm trán tới đây rất đáng chờ đợi. Nếu giành 3 điểm ở trận này, ông Park hoàn thành một nửa mục tiêu đề ra. Tin tiếp theo, Malaysia nhập tịch Sergio Aguero đối phó tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, tuyển Malaysia được kỳ vọng nâng cao sức mạnh sau khi nhập tịch thành công bộ đôi Sergio Aguero và Lee Tak. Theo Phó Chủ tịch FAM Datuk Mot Yosop Mahadi, thủ tục nhập tịch của đội Sri Pahang FC cho hai cầu thủ Sergio Aguero Argentina và Lee Tak Anh gần như hoàn chỉnh. Bộ đôi hứa hẹn giúp sức mạnh của đội tuyển Malaysia được nâng lên cao một cách đáng kể. Chúng tôi không ngăn cản các câu lạc bộ nhập tịch cầu thủ mà hoàn toàn ủng hộ họ nếu các cầu thủ có chất lượng đều có thể khoác áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, một khoác áo tuyển Malaysia thì cầu thủ nhập tịch phải được Ủy ban Kỹ thuật thẩm định và thông qua. Nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ triệu tập họ lên tuyển quốc gia. Ông Datuk Mot Yosop Mahadi chia sẻ. Sergio Aguero và Lee Tak là hai cầu thủ được đánh giá rất cao. Với Sergio Aguero, cầu thủ này có cái tên trùng với tiền đạo đồng hương nổi tiếng đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City. Anh sinh ngày 7 tháng 4 năm 1994, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Sri Pahang. Aguero sở hữu chiều cao 1m74, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó, Lee Tak là cầu thủ người Anh sinh năm 1988, cũng chơi với vai trò một trung phong. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia còn 3 trận đấu gặp Thái Lan, Việt Nam và UAE. Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định rời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 sang tháng 6. Địa điểm diễn ra tập trung nhưng chưa được công bố chính thức. Nhiều khả năng UAE là nước chủ nhà bởi họ có đầy đủ cơ sở vật chất lẫn công tác phòng dịch nghiêm ngặt cho một sự kiện thể thao quốc tế. Tin tiếp theo, vì sao Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc muốn chiêu mộ huấn luyện viên Park? Có một chi tiết thú vị, hợp đồng của huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc Paulo Bento hết hạn cùng lúc với giao kèo giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thông tin của chúng tôi, hợp đồng của huấn luyện viên trưởng hiện tại của tuyển quốc gia Hàn Quốc Paulo Bento hết hạn tháng 1 năm 2022. Với thông tin Liên đoàn bóng đá nước này đang giáo diết tìm người thay thế huấn luyện viên Bento, rất có khả năng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không ở lại với tuyển quốc gia xứ Kim Chi với một bản hợp đồng mới. Có một sự trùng hợp là thời điểm huấn luyện viên Bento kết thúc bản giao kèo với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc là lúc huấn luyện viên Park kết thúc hợp đồng với VFF 31 tháng 1 năm 2022. Chính bởi điều này cùng những tin đồn trước đó không loại trừ khả năng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nghiên cứu về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo nên gửi lời mời tới cho vị chiến lược gia này. Nhìn vào những thông tin trên, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc huấn luyện viên Park được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trước những tin đồn về việc huấn luyện viên Park được nhắm cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của tuyển Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những phản hồi về hợp đồng của chiến lược gia này với VFF.
Chia sẻ với truyền thông, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo được ký kết tháng 11 năm 2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa ảnh hưởng tình hình thế giới, cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các giải đấu quốc tế có sự tham gia của tuyển Việt Nam phải chuyển sang năm 2021. Lịch thi đấu và hình thức tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 cũng có sự điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh. Đây là điều bất khả kháng và nằm ngoài dự tính. Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park có giá trị đến 31 tháng 1 năm 2022 sẽ được tự động gia hạn thêm một năm nữa, nếu không bên nào khác có ý kiến. Khi hai bên thống nhất, toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên. Tin tiếp theo, VFF đáp ứng mong ước của huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý với mong ước của huấn luyện viên Park nhằm giúp tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết nguyện vọng của huấn luyện viên Park là tuyển Việt Nam có khoảng 3 tuần để tập trung, tập luyện trước khi bước vào các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dự kiến vào đầu tháng 3 tới, khi huấn luyện viên Park có cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để thảo luận một cách cụ thể về kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Tuy nhiên, VFF dự kiến đáp ứng nguyện vọng của ông Park khi đồng ý để tuyển Việt Nam tập trung đợt 1 từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, chung với thời gian câu lạc bộ Viettel FC đá AFC Champions League. Sau đó, các học trò của ông Park sẽ trở lại thi đấu ở V-League. Đợt tập trung thứ 2 sẽ bắt đầu từ 22 tháng 5 để tập khoảng một tuần tại Hà Nội, rồi di chuyển đến địa điểm thi đấu tập trung vòng loại World Cup 2022, Thái Lan hoặc UAE. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xây dựng các phương án tối ưu nhất về lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho tuyển quốc gia tập trung, chuẩn bị các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, hai phương án được đưa ra cho ngày trở lại của giải vô địch quốc gia ELS là từ ngày 13 tháng 3 hoặc có thể sau đó một tuần ngày 19 tháng 3, tùy tình hình kiểm soát dịch bệnh. Điểm thuận lợi là việc xếp lịch thi đấu trong tháng 3 được linh hoạt hơn nhờ được sử dụng toàn bộ khung thời gian thi đấu FIFA, do lịch thi đấu trong tháng 3 của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup được các đội tuyển cùng bảng G thống nhất rời sang thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6 tới. Trong cả hai phương án, thời gian kết thúc giải vô địch quốc gia ELS dự kiến đều là ngày 19 tháng 9. Do vậy, mật độ thi đấu dài hơn, từ 4 đến 5 ngày một trận. Theo lịch trình trên, nếu không có gì thay đổi, đến mốc 21 tháng 4, thời điểm câu lạc bộ Viettel thi đấu AFC Champions League, giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia ELS đã tổ chức đến vòng thứ 10 trên tổng số 13 vòng đấu. Tin tiếp theo, báo Thái Lan, tuyển Việt Nam suy yếu vì Đoàn Văn Hậu. Tờ CM Sport nhận định sức mạnh của tuyển Việt Nam sẽ suy yếu đáng kể khi không có sự phục vụ của Văn Hậu trong đội hình. Đoàn Văn Hậu đã tái phát chấn thương hồi tháng 12 năm ngoái, ngay trước khi diễn ra đợt tập trung của tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 99 phải thực hiện phẫu thuật ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 12, dự kiến thời gian hồi phục kéo dài trong khoảng 4 tháng. Tính cả lúc chấn thương trước đó, Văn Hậu đã rời xa sân cỏ khá lâu, điều này ảnh hưởng đến phần nào phong độ của cầu thủ sinh năm 99 khi trở lại. Văn Hậu chắc chắn cần thời gian để có thể tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Truyền thông Thái Lan nhận định việc Hậu không có phong độ tốt ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của tuyển Việt Nam. Tờ CM Sport viết, tuyển Việt Nam, đội dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhận tin không vui khi hậu vệ trái xuất sắc Văn Hậu có thể vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022. Văn Hậu từng thi đấu tại châu Âu cho câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan. Cầu thủ này dính nhiều chấn thương và đã phải phẫu thuật thời gian qua. Dù Văn Hậu kịp hồi phục, việc nghỉ quá lâu và thiếu thực tiễn thi đấu ở cấp câu lạc bộ ảnh hưởng tới Hậu, anh ta có thể không kịp trở lại cho tuyển Việt Nam. Chấn thương của Hậu kéo dài từ khi bị đau trong trận giao hữu với Viettel đầu tháng 9. Khi đó anh được chẩn đoán bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân khoeo, sừng trước sụn trên ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Trận đấu với Indo ở vòng loại World Cup diễn ra vào đầu tháng 6. Như vậy Văn Hậu còn khoảng hơn 3 tháng để bình phục và lấy lại phong độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.